Xin kính chào quý bà con, quý cô bác và các bạn đang xem kênh. Thì sáng sớm hôm nay là thứ hai, ngày 10 tháng 4 năm 2023 thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua đàn giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý cô bác anh chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật hình giá thanh long thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, quý anh chị nào có xem kênh, có quan tâm đến giá thanh long hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì giá cũng không có biến động gì nhiều so với hôm qua. Trong 1-2 ngày trở lại đây thì giá đang có chiều hướng đang đi ngang. Thì tạm thời mình xin cập nhật hình giá thanh long vào buổi sáng. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì thanh long ruột đỏ loại 1 đang nóng giá đồng từ 40, loại 2 thì đang nóng giá đồng từ 35, loại 3 thì đang nóng giá đồng từ 28, còn loại 4 thì giá đang nóng giá đồng từ 16.000. Hàng giả hiện nay thì đang nóng giá đồng từ 9 đến 10.000. Cũng tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái. Đây là tình hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây, giá này là giá thương lái thu mua tại vựa nghe quý bà con. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng, giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây thì cũng không có biến động gì nhiều. Thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây thì hàng đẹp đang nóng giá đồng từ 19 đến 20, còn hàng sàn thì giá đang nóng giá đồng từ 15 đến 17.000, cũng tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vườn thanh long. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì bò đẹp đang có mức giá lần lượt là 16.000, 17.000, 18.000. Bò sàn 14, 15, 16, còn hàng VIP hiện nay thì giá đang nóng giá đồng từ 19.000. Cũng tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột đỏ. Giá thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì giá không có biến động gì nhiều so với khu vực miền Tây và cũng không có sinh lệch gì nhiều so với ngày hôm qua. Thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận thì loại 1 đang nóng giá đồng từ 37.000 đến 38.000. Loại 2 thì đang nóng giá đồng từ 34.000, còn loại 3 thì giá đang nóng giá đồng từ 28.000. Hàng giạc hiện nay thì đang nóng giá đồng từ 8.000 đến 9.000, cũng tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc cho toàn thể quý nông dân, quý chị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin thân ái kính chào.